mạng 4.0 đặt ra những thách thức vô cùng lớn cũng như là cơ hội còn lớn hơn nhiều. Cái lợi thế của Việt Nam ấy, thứ nhất ấy, là chúng ta nhỏ hơn, chúng ta dễ năng động hơn. Cái thứ hai ấy, là chúng ta không nặng về cái vấn đề cái tài sản của chúng ta có nhiều, có giàu có hay không. Cái tiếp theo của nó ấy, là cái vấn đề trí tuệ. Chúng ta cạnh tranh bằng cái mức sức sáng tạo. Thì chúng ta có thể khai thác ở những lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch và cái lĩnh vực mà số hóa. Thế những cái lĩnh vực như vậy chúng ta có thể đi rất nhanh và rất xa. We supply some equipment and there we are ensuring that that equipment is upgraded so that it is also ready for Industry 4.0. I think another area that the government is working very, very carefully on is as we integrate much more renewable energy. So solar energy is going to become very important over the next couple of years. Thế của trên thế giới thì về cái thiết bị IoT nó được gắn rất nhiều trong cái lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực. Cái nhu cầu của cái khách hàng thì là có, và chúng tôi ưu tiên là lựa chọn những cái gì gọi là thế mạnh của nhà mạng viễn thông, có nghĩa là những bước đầu tiên là sử dụng các cái thiết bị IoT mà nó có gắn với SIM, và chúng tôi sẽ tập trung vào trong những cái lĩnh vực về sản xuất, về thương mại và y tế. Sự kiện Smart Industry World năm nay dựa trên ba trụ cột. Thứ nhất là chúng tôi dựa trên cái nền tảng hội thảo đối với chủ đề là một nền sản xuất công nghiệp thông minh cho tương lai. Thứ hai nữa là chúng tôi xây dựng một khu trưng bày triển lãm tập trung vào 7 lĩnh vực. Ngoài ra chúng tôi cũng giúp cho việc kết nối và giao lưu trực tiếp của các nhà khoa học, các khu trung tâm công nghệ, các khu trung tâm phát triển sáng tạo ở các nước tại và Việt Nam. Thì tôi tin tưởng rằng ba cái trụ cột này nó giúp cho nhà chức trách nắm được, hiểu được xu thế và hướng đến cái nền phát triển công nghiệp thông minh